mẹ làm công nhân ca kíp rất là lộn xộn, giờ rất là lộn xộn, tiền bạc thì không dư giả nhưng mà vẫn muốn đầu tư để cho con học tiếng Anh hoặc là giúp cho con giỏi tiếng Anh ngay tại nhà, mà với cái điều kiện tài chính, điều kiện thời gian nó không phải là quá dư giả như những cái khác, thì có cách nào hay không? Thực ra cách thì có đó, bởi vì tiếng Anh nó là một ngôn ngữ và nó cũng giống như tiếng Việt thôi. Tất cả những thứ xung quanh đời sống của chúng ta nói được bằng tiếng Việt thì chúng ta cũng dùng tiếng Anh tương tự như thế. Nhưng mà vấn đề là ở đây ba mẹ lại tiếng Anh thì không có giỏi, rồi không có nhiều thời gian, cũng không có tài chính dư giả, vậy thì chúng ta lại làm cái nào? Thì chúng ta sẽ phải học cái cách mà chúng ta làm thế nào để sử dụng cái Internet á, giúp cho con có thể nói được tiếng Anh tại nhà mà không tốn nhiều thời gian và không tốn nhiều tiền bạc. Rồi mình cũng sẽ học những cái cách mà 5 phút thôi, mình rảnh 5 phút ở giữa giờ giải lao thôi, hay là 5 phút ở nhà, hay là trong cái lúc ăn cơm, hay là trong lúc đi tắm, hay là trong lúc những lúc mà mình đang có sự tương tác cùng với con á, thì mình học cái cách để mình ngay lập tức mình nói tiếng Anh với con chứ mình không sử dụng tiếng Việt. Và làm thế nào để mà một người chưa biết gì hết mà vẫn có thể học và nói với con ngay từ khi mới bắt đầu? Thì tất cả những điều đó Thảo sẽ có trong một cái chương trình gọi là Fit Easy. Fit là Family English Education Development, tức là phát triển tiếng Anh gia đình. Còn Easy thì các bạn biết rồi đúng không? Tất cả mọi thứ đều rất là dễ dàng. Các bạn có thể học và hành ngay với con ngay từ buổi đầu tiên luôn. Và học phí thì các bạn cũng chẳng phải lo lắng gì hết, bởi vì nó chỉ chưa bằng số tiền để các bạn đi dự một đám tiệc, nhưng mà nó hoàn toàn có thể giải quyết hết các vấn đề cho các bạn: thời gian, tiền bạc, tài chính, không biết tiếng Anh, sự phát âm sai, tất tần tật những điều đó sẽ được giải quyết trong cái khóa Fit Easy này. Hãy dành thời gian cho Thảo 2 tuần thôi. 2 tuần cùng với Thảo, Thảo sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách các bạn học và giúp cho con bạn giỏi tiếng Anh ngay tại nhà. Cho dù bạn chưa giỏi tiếng Anh hay cho dù kinh tế, tài chính, thời gian của các bạn chưa hề dư giả. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi đó nhé.